chồng của con không nói cho mẹ biết hả? Là con không thể sinh con được nữa sao mẹ? Con nói cái gì vậy? Con xin lỗi mẹ, vì con không thể sinh cho mẹ đứa cháu đích tôn. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con nghĩ rồi mẹ. Con sẽ giải thoát cho anh đâu. Nè Nhi, sao bữa nay mẹ thấy con ăn uống có vẻ không có ngon miệng vậy? Con mệt hả? Dạ. À, đừng có nói với mẹ là con đang ốm nghén nha. Dạ. Mẹ vừa nói cái gì vậy? Bena nó lớn rồi, bây giờ cũng tới lúc phải cho nó một đứa em. Cho nó có chị có em mới vui được. Chuyện vui vậy mà hai đứa không đứa nào nói cho mẹ nghe hết trơn à. Mẹ, bộ chồng của con không nói cho mẹ biết hả? Là con không thể sinh con được nữa sao mẹ? Con nói cái gì vậy? Dạ, con bị u, cắt bỏ hết tử cung rồi mà mẹ. Hèn chi, hồi đó ảnh nói là ảnh sẽ tự chăm sóc cho con sau khi phẫu thuật xong, để không làm phiền mẹ. Thì ra là... Trời ơi, như vậy là nó có ý giấu mẹ rồi. Cái thằng thiệt tình. Hai đứa con ăn xong chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Vô phòng chơi đi con. Dạ. Mẹ, con xin lỗi mẹ, vì con không thể sinh cho mẹ đứa cháu đích tôn. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con nói cái gì kỳ vậy? Cái đó là do bệnh tật chứ đâu phải là do con muốn đâu. Mẹ, con nghĩ rồi mẹ. Con sẽ giải thoát cho anh đồng, rồi anh sẽ có vợ mới, anh sẽ có thêm con khác. Nếu như mà tụi con có bỏ nhau thì mẹ cũng đừng buồn nha mẹ. Con nói cái gì kỳ cục vậy? Con không có được nghĩ quẩn như vậy. Không sinh được nữa thì thôi, miễn là hai đứa sống với nhau hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà mẹ... Thôi, có cái gì đâu mà khóc con. Con cái là của trời cho, không phải do mình. Miễn là các con vui vẻ khỏe mạnh như vậy là mẹ mừng rồi. Nghe lời mẹ, không có được nghĩ bậy nữa nghe chưa? Con có hứa với mẹ không? Dạ.